Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đến với kênh của em Quang Minh Ô Tô. Hôm nay là ngày một ngày trời rất là đẹp tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Hôm mình sẽ báo giá cập nhật với anh em một cái mẫu Vios, một thương hiệu của Toyota, một chiếc xe màu vàng cát rất là chất và đẹp. Còn mình sẽ lên sóng ngay để gửi đi những anh em nào đang cần tìm mẫu xe với giá cả hợp lý, chất lượng và bền bỉ, cái chất xe rất là lành và ưu việt, thì quý anh chị bạn cũng có thể lên một cái dòng Vios rất là đẹp. Vios thì nó đã chứng minh trong ít bao năm tháng qua và chiếm được cảm tình của rất nhiều anh em. Và đặc biệt với chiếc xe này thì anh em cũng có thấy là cái form dáng cái chất xe nó rất là cực kỳ là đẹp, một form dáng một phiên bản G sản xuất năm 2015 màu vàng cát tư nhân một chủ từ đầu. Anh em thấy là cái form dáng, cái nước sơn từ tất cả mọi thứ đều các chiếc xe này rất là căng cứng và đẹp. Quý vị chị các bạn có thể nhìn cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó rồi. Còn thực tế anh em đến cảm nhận trực tiếp thì thấy sẽ thấy cái tự nhiên nó đẹp chi tiết hơn. Thực sự nói chiếc xe này đẹp lắm anh em ạ. Nó đẹp thực sự luôn đấy, chứ không phải là không mình nói chỉ nói không đâu. Quý vị anh chị đến và nhìn xe này sẽ biết chất xe của nó. Một phiên bản năm 2015. Đằng cờ thì phiên bản này thì cũng có rất nhiều các chức năng. Ví dụ như là phanh đĩa, túi khí, điều hòa auto, đèn bi salon siêu sáng. Đấy, tất cả mọi thứ đều rất là phù hợp với một cái mẫu xe. Thực ra là Vios thì nó có mẫu xe gọi là sedan tầm hạng B, nhưng mà nó cũng khá ưu việt và cũng để mà nói phục vụ các tiêu chí trên mẫu xe dòng Vios này thì nó sẽ rất là hợp lý, bởi vì các tính năng cũng như là giá thành mọi thứ đều khá ổn, như là một dòng thương hiệu Nhật Bản. Quý anh chị các bạn cũng như là các dòng xe của Nhật, đồ của Nhật thì nó rất là bền bỉ, tiết kiệm và nó cũng đáp ứng khá tốt các tiêu chí cũng như là mang lại sự hài lòng cho mọi người. Thì cái dòng Vios này thì anh em cũng có thể thấy là đặc biệt như chiếc xe này thì bác chủ cũ bác đi rất là giữ gìn lên cái form dáng đường nét, các chi tiết trên xe đều rất là sắc nét và đẹp. Còn mình quay để anh em mình thấy là cũng đẹp rồi, anh em cũng phải cảm nhận được. Quay cho em xem phần keo chỉ này, cái keo chỉ của kèo đầm bệ, tất cả một cái nó đẹp, zin quáng đẹp lắm anh em. Thật sự để mà nói thì em nó thật đẹp đấy. Với cái xe này thì anh em 2015 tay nắm cửa mở chrome về mưa, kính zin, tất cả mọi cái lốp lắp em xem. Thực sự nói để con mình rất là vui khi có những chiếc xe đẹp để review cho anh em, để anh em thấy cái chiếc xe nó đẹp và là mọi thứ nó ok. Thực sự nói thì rất nhiều anh em xem kênh của mình cũng góp ý và cũng muốn tìm xe. Còn mình cũng rất là muốn làm sao những cái xe nào nó đẹp và nó chất thì gửi anh em xem. Còn có gì con nào nó chưa được hoàn thiện lắm hay là có cái gì đó chưa được như ý thì con mình cũng báo luôn anh em, là để anh em cân đối thì phù hợp với lại trong cái phạm vi chấp nhận được thì anh em cũng thông cảm và chấp nhận được thì rất là vui. Thực ra mua xe cũ thì cũng chia sẻ với anh em là nó không thể 100% như xe mới được. Có thể là anh em rất là hiểu thông cảm, bởi vì tiền nào cũng lấy thôi. Giả sử như là một chiếc xe mới mà nó zin có chưa sử dụng thì lúc xuất xưởng thì nó sẽ khác, còn trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không tránh cái lỗi lặt vặt như va quẹt nhỏ hoặc là gì đó, thì nhỏ thì anh em cũng đi xe có thể biết là rất là khó tránh, tí sức tí sơn hoặc là một tí linh tinh thì rất là khó, quan trọng là một số chức năng khác nó cứng cáp là được. Đây phía sau anh em thấy là các phần ốp áp ốp phía sau nó rất là sạch sẽ và sang. Về tổng thể chiếc xe này thì cũng nhưng hiện tại em chưa thấy một cái điểm trừ nào. Cái lốp này chắc cũng chạy được khoảng 5 hơn 5 đấy anh ạ. Đây em quay cái phần rãnh thoát nước cốp phía sau anh em xem này, đấy, cái đường gân G này.
chưa bị đâm đụng còn gì cả này, rất là thế. Nhưng cái này thì có thể anh em chia sẻ với những người thợ hàn và những cái điểm này mà gò lại thì cũng rất là khó, không thể lấy được. Thì chứng tỏ chiếc này cũng là rất là zin này đấy, chưa bị đâm đâm vào này, đâm va này đấy. Cao chỉ của cốp này, cao chỉ zin anh em nhá đấy. Ở phía sau ếch cốp còn chưa ra này. Báo giá luôn với anh em, cái giá này đang được chào với giá rất hợp lý, là chỉ có 418 triệu đồng thôi. Với một phiên bản là phiên bản Ford bản G số tự động, sản xuất 2015, có trang bị nhiều tính năng rất là hiện đại và hợp lý. Màn hình cam lùi đã được lắp. Đây, quay cho anh em xem cái gầm. Xả lỗ, máy lỗ rất là êm này. Một chút khói, động cơ 1.5. Với động cơ này thì anh em biết là nó tiết kiệm nhiên liệu lắm. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất. Đây, công ty tôi anh em thấy này, mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ thấp. Đấy, 6,7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Đường đô thị là 85 lít và đường ngoài đô thị là 5,7 lít. Với một chiếc xe mà sedan hạng B mà để mà tiết kiệm nhiên liệu và động cơ khỏe khoắn, mà tiết kiệm nhiên liệu về kinh tế này thì phải nói là một vòng quá ớt. Nó đã chứng tỏ tại vì sao nó chiếm được cái cảm tình của rất nhiều người, và bao nhiêu năm qua thì nó vẫn được chiếm được cái thị phần, và giá của nó thì luôn luôn giữ giá anh em nhé, không bị mất giá nhiều đâu. Phụ tùng những dòng Toyota Vios này thì rất là dễ thay thế và giá cũng hợp lý. Sau đây con mình sẽ quay phần khoang động cơ để anh em cùng xem nhé. Anh em thấy là cái mặt trước ca lăng của cái đời 2015 này là form mới rồi, nên các phụ đèn pha, đèn pin salon đấy được thiết kế rất là thời trang và cá tính. Đấy, đèn gầm cũng siêu sáng. Đấy, đè các phần ốp phía trước nhìn cũng rất là sang trọng. Thương hiệu liên mặt ca lăng thì có cái logo quen thuộc của Toyota, nhìn rất là thời trang, cá tính. Đấy, máy lổ im phăng phắc nhé. Anh em xem cái đường gân gờ này, vỏ màu tan rất là chất. Đấy. Và đây mọi người đang đến với cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Thì anh em có thể quan sát thấy qua video này thì em sẽ quay một cách chi tiết nhất và cụ thể và chậm rãi nhất để anh em cùng xem. Đấy, phần ốc trên máy này chưa ra nguyên zin luôn, cam kết anh em là nguyên zin, sắt zin đầu rằng. Đấy, các cụ tai của bác thì là các phần keo chỉ lắp capo. Đấy, đây ốc của capo trên da anh em nhé. Các phần keo chỉ là lỗ có dập của nhà máy còn nguyên này, chưa có dấu hiệu của đâm va hay là gì cả này. Đấy, rất là chất luôn. Phải nói đây là một cái mẫu xe rất là đáng để quý anh chị các bạn lưu tâm và cân nhắc. Với cửa tiền là chỉ hơn 400 triệu đồng một chút thôi, thì anh em việc sở hữu một chiếc này đi lại thì nó là rất yên tâm và hợp lý. Chắc anh em máy nổ im phát này, rất là yên, 1.5 rất yên, rất ok. Đăng kiểm của chiếc xe dài mới man anh em nhé. Đấy, tận tháng 1 năm 2021 cơ, anh em yên tâm đi lại thoải mái, không phải lo hết đăng kiểm, vẫn còn khá lâu nữa, hơn 1 năm nữa cơ. Xi-an cái dòng này thì đã được tích hợp lên trên gương rồi, gương kính chỉnh điện, điều hòa auto rất là đẹp. Đấy, ốc lật vừa lên xuống đã được lắp đầy đủ hết anh em ạ. Các phần ốc giằng bản le, tất cả mọi cái đều sáng choang nguyên zin. Ô đồ chiếc xe này đang báo em là 8.6 nhá, ô đồ 8.6. Ở trên em sẽ quay cái phần nội thất để em cùng xem. Trên vô lăng thì có vô lăng ba chấu, có túi khí, logo, có âm lượng. Đường vô cơ chỉnh đẹp rất ok. Đấy, trần bị nguyên bản, nghĩa ra nhà bé. Đấy, rất ok nhá. Nhà auto, cửa sổ tự động. Con mình sẽ lái thử chiếc xe này, mọi người xem.
màn hình Android cam lùi đã đáp anh em nhé, đầy đủ. Em vừa vận hành lái thử chiếc xe nó rất nhẹ nhàng, lái rất là mượt, nét, nhẹ nhàng, lái nổ rất là êm, cảm giác rất là đậm chắc. Rất là ok. Vâng thì vừa rồi Quang Minh đã review một cụ thể chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2015 phiên bản số tự động, rất là chất. Thì anh em nào xem kênh của video cũng như là vị khách hàng nào đang tìm cho mình một mẫu xe chất lượng và hợp lý về giá thì hãy có thể tham khảo, và ai thiện chí thì hãy có thể nhấc máy và điện thoại cho Quang Minh qua số hotline là 0935199868. Địa chỉ của Quang Minh cũng là thành phố Mỹ, tỉnh Quảng Ninh anh em nhé. Chiếc xe này cam kết anh em là anh em về đi chỉ có sướng như lên thôi, nếu mà không sướng thì anh em không hơi buồn một chút, còn mình hơi buồn về chiếc xe này sẽ tìm được cái chủ nhân xứng đáng với một chiếc xe đẹp như thế này. Vâng, cũng rất chân thành cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Anh em nào mới xem video lần đầu thì hãy nhớ like, subscribe, ủng hộ của mình, ấn vào nút chuông báo để khi mà có bất kỳ video các mẫu xe mới được cập nhật thì mình sẽ upload lên kênh để quý vị anh chị và bạn xem và tham khảo lựa chọn. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý anh em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và các bạn ở các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.